Xin chào anh chị nhá. Hiện tại tôi đang đứng ở đây là cái giữa cái hai bên. Bên này cũng là lòng hồ Thác Mơ này. Đó, rồi bên này cũng là lòng hồ Thác Mơ. Nên là cái lượng gió nó đổ lên cái chỗ tôi đang đứng ở đây là rất là nhiều, nên là anh chị khi mà tôi quay video á, cái tiếng gió nó vào camera hơi khó nghe một chút, anh chị hết sức là thông cảm anh chị ha. Rồi, còn cái vị trí đang đứng ở đây là thuộc ấp 7, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh chị một miếng đất có cái diện tích là 1 hecta, có 66 mét mặt đường đất này, 66 mét mặt đường đất này hiển thị trên sổ này anh chị ha. Rồi, và đường đuôi nó là có view hồ Thác Mơ, view hồ Thác Mơ anh chị ha, ở bên dưới á. Đó anh chị nhá, bên dưới là view hồ Thác Mơ nhá. Đây tôi quay toàn bộ tổng thể khu này đi. Đó anh chị nhá. Cái quần thể của cái khu này á là nó nhiều lắm, nó rộng lớn lắm anh chị ha. Nó ở đây, chứ nó ở bên kia, rồi nó lại sang bên này anh chị nhá. Thì những cái mảnh vườn mà sát cái lòng hồ này á, thì người dân ở đây người ta cũng chuyển đổi sang cây trồng khác nhiều anh chị nhá. Ví dụ như cái vườn bên kia là người ta trồng sầu riêng này, rồi trái cây này anh chị ha. Đấy, vì cái lòng hồ Thác Mơ này là quanh năm nó không hết nước anh chị nhá. Đấy, nên là cái nguồn nước rất là dồi dào, nên người dân người ta chuyển đổi từ cây điều, từ cây cao su sang cây sầu riêng này, rồi cây bưởi da xanh và các loại cây ăn trái khác anh chị nhé. Cái ranh giới nó bắt đầu từ cái vườn cao su non kìa anh chị. Đó, từ vườn cao su non đó xuống đến hồ luôn anh chị ha. Đó, từ đây ra quốc lộ 14 của chúng ta thì khoảng 3 cây số rồi anh chị nhé. Đó, tôi cũng chia sẻ luôn, anh chị nào mua cái miếng đất này đó là mình để mình sử dụng thôi nhá. Sử dụng lâu dài thì mình ngang mua nha anh chị ha. Chứ còn mà mua hôm nay mà không tháng sau bán là không được đâu. Vì cái đường vào của nó là rất thực ra là nó khó khăn lắm. Đó. Khó khăn thì cũng không phải là khó khăn, nhưng mà ô tô thì tạm thời chưa đi được đâu. Thế nên là tôi cũng chia sẻ luôn để cho anh em đỡ mất thời gian. Đâu sang tận đây chứ. Ở đây nó trồng sen cao su non này. Đó. Nên là nhiều khi anh chị vào thấy đường khó khăn, đang đi ngang đường này, lại bỏ về nên phải nói trước, tôi nói trước để cho anh em bỡ mất thời gian cả hai bên anh chị ha. Đấy, trong video này tôi cũng chia sẻ luôn là như thế. Thì do cái miếng đất này á là nó là view hồ Thác Mơ, cái nguồn nước của nó rất là dồi dào, nên là phù hợp cho anh chị nào mà làm về cây ăn trái, có một mảnh vườn mà có trên có mặt đường này, hiển thị mặt đường trên sổ, rồi đường bên dưới là có view hồ nước quanh năm để tưới tắm cho cây trồng, thì cái miếng này là phù hợp anh chị ha. Cái giá nó cũng rất là tốt thôi, một mẫu có 1.4 tỷ thôi anh chị ha. Đó dưới đây là hồ nước quanh năm, mặt bên trên là 66 mét mặt đường hiển thị trên sổ, bên dưới thì nó cũng khoảng 70 mét mặt hồ vậy đó. Đất rất là vuông vức nha, đất này vuông thì không phải vuông đâu, đất này hình chữ nhật anh chị ha. Đó toàn bộ khu vực đấy là quần thể của hồ Thác Mơ, hồ thủy điện Thác Mơ thuộc xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Trên đất thì như anh chị vừa ấy xem đấy, thì chia điều già rồi nó xen cây cao su non, tới đây người ta cũng cắt cây cao su non, tới đây người ta cũng cắt cây điều này đi thôi để cho cây cao su nó phát triển anh chị nhá. Thì anh chị mà mua cái miếng này về để mình sử dụng luôn á, và mục đích là trồng cây ăn trái thì rất là phù hợp, anh chị chuyển đổi cây trồng trồng cây ăn trái thì được anh chị nhá. Còn mua đầu tư sinh lời thì miếng này không khả thi đâu anh chị ha. Đó, đây là tôi cũng chia sẻ luôn về cái mục đích sử dụng đất. Nhiều anh chị nói là 1.4 tỷ thì nó phù hợp với tiền của tôi, có đầu tư sinh lời được không, thì tôi nói là không anh chị ha. Vì đất này nó chỉ phù hợp cho anh chị nào mua về sử dụng thôi, sử dụng vào mục đích làm nông thôi, làm nông nghiệp, trồng cây ăn trái, nuôi gia súc gia cầm cho gia đình thôi anh chị ha. Tôi phải chia sẻ hết sức là chân tình như thế anh chị nhá. Đây quần cao su này khoảng 6 này anh chị nhá. Quốc lộ 14 nó hướng bên đó nhá, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng ở bên đó luôn. Đó, cái chỗ quốc đất kìa. Đó, đó là ngoài đó là quốc lộ 14 nhá. Từ đây ra đó khoảng 3 cây số đấy, không có xa đâu. Đấy, từ đây nhìn thấy quốc lộ 14 luôn đấy anh chị nhá. Đó. Rồi, đất thì nó triền xuống, đất nào cũng vậy thôi. Giáp sông, giáp suối, giáp hồ đều nó đều triền xuống để nó tiếp giáp với cái mặt hồ anh chị ha.
không có miếng đất nào mà giáp sông giáp hồ mà nó lại bằng cả, trừ cái những miếng đất mà ven sông Bé, đặc biệt riêng cái sông Bé là miếng đất nào giáp sông đều bằng hết á. Đó anh chị ha. Đó. Đó anh chị nhá. Rồi, một lần nữa tôi nhắc lại nhá. Cái vị trí ông đứng ở đây là thuộc quần thể lòng hồ Thác Mơ, ấp 7, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Cái mảnh vườn anh chị đang xem đây là người ta trồng cao su non và điều, sen điều. Mặt hồ là 70m, mặt đường là 66m. Đó. Rồi diện tích là 1 hecta, giá bán 1.4 tỷ anh chị nhá. Đường vào thì hiện tại thì đi xe máy thôi anh chị nhá. Chứ còn đi ô tô thì chưa đi được đâu. Mảnh vườn này phù hợp cho anh chị nào mua về sử dụng lâu dài anh chị nhá, trồng trái cây làm vườn. Thì mọi thông tin về cái miếng đất này anh chị cứ liên hệ cho chúng tôi thông qua số điện thoại là 0918 645 130 hoặc 0271 373 7968 anh chị ha. Ngoài ra anh chị cũng có thể truy cập vào website công ty chúng tôi là cvtland.com để lựa chọn tìm kiếm những sản phẩm phù hợp với túi tiền cũng như là mục đích sử dụng đất của mình anh chị nhá. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVTland để nhận được những video mới từ công ty chúng tôi. Xin cảm ơn.